Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và trong video hôm nay thì em Linh sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một trong những dòng tranh rất là được ưa thích cũng như là đang rất là thịnh hành ở bên cơ sở em. Và trước mắt các bác đây là bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió các bác ạ. Có chất liệu làm bằng gỗ hương đỏ và kích thước là chiều dài là 22m17 và chiều rộng là 1m07. Thì có gì đặc biệt thì các bác hãy cùng đi vào chi tiết và để em giới thiệu xem qua. Thì các bác hãy dành ra cho em khoảng tầm 1 đến 2 phút để xem hết video ngày hôm nay các bác nhé. Đây thì trước mặt các bác đây là bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió. Thì đây là ở phần này là phần toàn hoàn toàn là liền tấm các bác ạ. Và được đục rất là đẹp luôn. Từ các bác em thấy em quay lại gần này, từ những cái phần cánh buồm này, đấy trông rất là đẹp, trông rất là thật, nhìn như là 3D vậy đấy. Và được chạm trổ cực kỳ là chi tiết. Thì với một bức tranh như thế này thì đòi hỏi là người thợ phải có kinh nghiệm lâu năm. Và các bác biết rồi, bây giờ thì rất là ít người làm cái nghề chạm trổ này. Bởi vì bây giờ tìm kiếm được những cái người thợ mà cao tay cũng như là làm đẹp như vậy thì cũng rất là hiếm. Thì đòi hỏi là có, nhưng mà để mà họ gia công thì cái tiền lương, tiền công cũng rất là cao. Thì ở đây thì em sẽ quay cho các bác xem này. Từ những cái phần phong cảnh như là chim chóc, cây cối này, núi non này, sông nước này, trùng trùng điệp điệp, những cái phần sóng này cuộn cuồn cuộn luôn các bác ơi. Nhìn có đẹp không ạ? Các bác nào thấy đẹp thì có thể là comment ở dưới video để em có thể biết là sự đánh giá của các bác cho bức tranh này các bác nhé. Đây thì có những cái con thuyền nó ra khơi này. Và như các bác biết thì những cái dòng tranh với chủ đề là Thuận Buồm Xuôi Gió thì cùng một dòng tranh nhưng mà không bức tranh nào nó giống nhau cả. Bởi vì mỗi bức tranh thì đều là một cái tay nghề của những người thợ nghề khác nhau. Cho nên là để thổi hồn vào thì giống như cá tính mỗi người vậy, không thể nào mà ai giống ai được. Thì những cái bức tranh mà liên quan đến chủ đề Thuận Buồm Xuôi Gió thì rất là được những anh chị, đặc biệt là trong giới kinh doanh thì rất là ưa thích. Bởi vì với ý đồ khi mà gia chủ treo trong phòng khách này hoặc là nơi làm việc này, với ý nghĩa là sẽ mang lại cái sự may mắn, sự thuận lợi, sự suôn sẻ trong công việc và sẽ mang lại cái sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Đấy, rất là nhiều ý nghĩa. Và với kích thước thì là 2m17, em xin nhắc lại, kích thước chiều dài là 2m17 và chiều rộng là 1m07. Đều là kích thước lỗ ban và rất là phù hợp với phong thủy các bác nhé. Đấy, những cái anh chị tín đồ gỗ nhưng mà cũng hiểu biết về phong thủy thì các anh chị cũng rất là quan trọng về những cái vấn đề này. Đấy, thì các bác thấy ở đây thì cái phần em quay qua ngang thì cái phần mặt này dày là dày 4 phân các bác ạ. Dày 4 phân này. Và bên ngoài thì đều được đục là những cái họa tiết rất là đẹp, những họa tiết hoa lá xung quanh. Và đặc biệt là ở cái phần khuôn tranh ngoài thì có đục triện thì để cho tăng cái phần vừa cổ điển nhưng mà vừa hiện đại. Đều có hết, phối hết trong một cái bức tranh. Và với chất liệu làm bằng gỗ hương đỏ và được sơn là sơn BUMO7, một trong những dòng sơn rất là được thịnh hành cũng như rất là tốt ở trên thị trường hiện nay. Thì nó vừa mang lại cái sự bền màu này, vừa giữ được màu lâu này. Và cái chất liệu gỗ thì không gì phải bàn cãi rồi. Anh chị có để bức này ở trong nhà dù có 50 năm hay là 100 năm thì nó vẫn sẽ trường tồn và nó không có bị mối mọt công vênh. Thì điều đấy là một trong những cái điều cũng khách hàng cũng rất là quan tâm. Đấy. Và em cũng xin báo giá luôn là cái giá thành của bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này hiện tại bên em đang bán là 14.800.000 các bác nhé. Chỉ với 14.800.000 thôi thì các bác đã sở hữu được một cái bức tranh vừa to vừa đẹp và treo ở trong nhà thì cực kỳ là hợp lý và được nhìn trông rất là thẩm mỹ. Đấy, thì anh chị nào mà quan tâm đến những cái dòng tranh phong thủy này hay là những cái dòng tranh trang trí ở trong gia đình thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến Zalo của em là số điện thoại 0929 57 từ quý 3 để em có thể gửi thêm một số mẫu nữa nếu anh chị quan tâm. Và địa chỉ của cơ sở bên em là đối diện công ty giày da xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thì bên em không chỉ bán riêng về tranh đâu mà những cái nội thất trong gia đình như là phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, những cái dòng tranh thì bọn em đều có tất. Đấy. Thì rất là cảm ơn các bác đã dành ra hơn 4 phút để nghe em review về sản phẩm ngày hôm nay. Thì bác nào mà yêu thương thì có thể để lại một nút like, share cũng như là đăng ký kênh cho em các bác nhé. Để nhận được những cái thông báo về sau khi mà em đăng những cái sản phẩm nào lên thì các bác cũng có thể là tham khảo và lựa chọn những cái nội thất phù hợp cho gia đình mình.
Rất là cảm ơn và chúc các bác có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.